Cái này mà chính ra năm bưởi Tết được này, chú Hoàng nhỉ? Đấy, nhỉ? 30 Tết rán trên chậu. Mùng 6 là lại cho xuống. Đây, cái này sai. Đẹp phết. Chơi bưởi này cháu thấy đẹp hơn chơi quất. Cây này nó tự nhiên, không phải quả, không phải mình ghép. Quất là tự nhiên. Quất là người ta cũng trồng tự nhiên rồi. Nhưng mà quất thì cháu thấy phun thuốc á. Cháu thấy là 7 tháng rồi còn đã nó có bị héo đâu. Còn chả rụng cơ. No. Bố cháu cứ cầm cụi là hết ngày đấy chú ạ. Nhanh hết lắm. Toàn làm đêm. Đêm thì nó được việc hơn. Ngày này nó nắng. Khả năng con nào. Cháu mua cho bố cháu cái áo dạng như kiểu áo quạt đấy. Không mất bao tiền cả. Khả năng chú hôm nào phải mua một cái. Chú đang đi hỏi chú mua một cái. Cái đấy chắc là tầm, cháu nghĩ chắc chỉ tầm triệu, hơn triệu tí ấy. Cái mặc mát. Mặc mát. Chính cha bố cháu dạng người là cũng do mất mồ hôi nhiều chứ. Chứ còn nghề nông này là nhiều người, người ta có tuổi già người ta cũng thích làm. Kéo này có phải mài không chú? Không nữa. Mài kéo này khó mài. Mày kéo nó hay bị vênh. Chú Hoàng làm này chắc kép này, lúc ấn này có bao giờ bị đứt tay không chú? Chưa đứt tay mà nhỉ? Chưa đứt tay. Ừ, nó cũng phải có kiểu chứ nhỉ? Nhưng mà như cái bưởi này chú thấy kép mà nó mềm hơn mận nữa. Mận thì kép nó non ạ. Cành non lắm. Thế mận thế chú ghép chắc phải mất 2 tháng nhỉ? Hôm nay 3 tháng chứ xong đẹp. 3 tháng. Trong đấy có cái đặc sản gì không? Thì mình cứ đi làm đồi vườn thì ai cũng đâu mà biết. Không. Làm xong. Nhưng mà chú cũng làm xong phát là chú về luôn, chú cũng không đi chơi đâu. Có, lại là chú đi thành phố chụp với hai. Vâng. Ở trong đấy thời tiết thì nó dễ chịu hơn là ngoài này. Cũng nắng nhưng mà còn gió nó mát. Nó quay mà. Đấy, đẹp.
Hát cái cây bên cạnh này nó mới ghép mới lâu ấy nhỉ, đúng nhỉ? Nó cao. Có cây ghép gần một buổi sáng, gần buổi chiều rồi xong. Vâng. Cây nào cao quá đi phải. Cao mà lại nhiều mắt. Vâng. Cô làm công ty thế có lương cao mà chú? Thì lương bình thường. Được cái nó gần nhà đó. Thêm còn còn một chú là một cò mấy cả cò, hình như cò một tí nữa đúng không? Hay là có mỗi con cú? Cú một con gái. Nhưng mà con gái thì vẫn học à? Năm nay năm 1. À nó học đại học à? À học trường gì? Trường à trường trường lại gần gần nhà thế là tiện quá, hơi ba la cái nhà chục cây thế là gần. Điều dưỡng thì chắc phải mất 4 năm. Lần này dự kiến ghép trong mấy ngày hả chú hả? Còn mấy cây nữa? À, trên trại đã xong rồi chú? Chưa. À chưa. Trên trại là mười mấy cây cơ mà đúng không? Tất cả ông Điền cũng bảo là mười bảy cây. Mười cây thì ghép được 3 cây rồi. À thế. Tất cả mấy trại này có 17 cây thôi. Vâng. Ngày hôm qua, ngày hôm kia là 2 ngày này 7 cây rồi. Vâng. 10 cây nữa. À, bây giờ cháu phải đi cái túi này là chú đan dây điện chứ. Dạ. Dây nào chịu được. Dây nào phải ra được. Rồi. Bây giờ phải để ý.
Cứ vàng ấy, thông minh phết đấy. Dây dù cũng đứt. Vâng. Cháu nó bận nên là cháu chả đi. Đợt này bố cháu đi xuống hỗ trợ dưới kia chắc phủ lý cháu đi. Hôm trước cái tí con cháu nó ốm. Cái tường này bên này cháu đổ hôm trước nên là bị đổ ấy, bây giờ đang phải chống ấy. Tường này. Trong này đất nó cao ngoài nên không sâu. Nó trong này đất bên này cao bên kia sâu mà mưa ở đây mưa nó nở. Và nó nghiêng đây, tường nghiêng hết tường. Bên nhà mình đất nó cao. Vâng, Hoàng Quốc Việt ạ. Các chú biết ở trên này. Ơ cháu tưởng chú ở Hà Tây. Nhưng mà ý là thế đoạn đấy nó là cái mà ăn đi cái đường 32 ở nhổn nhổn về chỗ đường chú, chỗ chú ấy đâu. Không đi đường đấy. Hỗ trợ nông sản Hoàng Quốc Việt. Hôm đấy có bố mẹ cháu đi. Đi hôm đấy là có mấy bên phân bón họ hỗ trợ nữa, vận chuyển này là họ dán nhãn các thứ cho. Ồ thế thì cũng thế thì chú cũng gọi là cái này là cũng là nội đô gì nữa. Thế là con gái đi học trên đấy, làm điều dưỡng trên đấy cũng được rồi. Nghề y, nghề giáo giờ vẫn hot. Đây gần chỗ nhà cháu có cô giáo dạy tiếng Anh đấy. Cái chủ nhật này là dạy từ sáng đến tối luôn. 3 ca. Vâng, một ngày chắc phải sáng 2 ca, chiều 2 ca, tối chắc 2 ca nữa, ngày 6 ca. 6 ca mà bây giờ lớp cũng đông. Bây giờ bọn nó chắc phải học phải 35.000 một buổi. Lớp 20 đứa 700. 700 mà nhân với 6. 76 42 ngày gần làm gần 5 triệu tiền dạy được nhỉ. Yeah. Nhưng mà cũng tùy cô ấy. Có cô ấy có khi cũng chả có ai học. Với tỷ mốt bây giờ là xính tiếng Anh hay là học nhiều. Chứ mọi năm bắt đầu thấy năm nay là đông. Ngoài năm thì ít đứa học. Năm nay là chỗ cổng nhà cháu lúc nào cũng đầy ô tô. Tại toàn con phụ huynh ấy đưa con em đến. Tí là chú chắc cũng chả biết ghép cây đâu nhỉ. Thằng cò bao giờ nó cầm dao ghép. Cầm thôi. Ghép đào này ghép. Nó ghép đào.
nhưng mà chú cho nó đi Đà Lạt bao giờ chưa? Hai lần. Cho đi theo. Con gái chắc chưa đâu. Con gái nó nào gần ra trường, gần học xong cho nó đi chơi. Chứ đi ô tô đâu. Chú toàn đi ô tô. Ngày và đêm mà đến đi. À, thế cũng gần nhỉ. Thế... Nhưng mà sao đảo nó lại dễ ghét hả chú? Nghĩa là em thì vẫn ghép được nhưng mà tỷ lệ nó hỏng nó cao đó. Đẹp đúng theo tầm vươn của nó nhỉ. Đẹp. Thế ghép cái quả bưởi ấy, có dễ ghép không? Hay nó này dễ ghép nhưng mà người chăm mà có chăm được không? À. Ghép quả bưởi ghép kiểu này được không? Vâng. Quả cơ. Ừ. Cháu cho tí con này cháu đi học được mấy tháng này nhưng cứ học là ốm. Ừ. Không chắc kiểu cũng không ăn. Không, nó chịu khó ăn lắm nhưng mà ý là kiểu nó chăm làm sao được như ở nhà. Vâng. Nhưng mà nó bây giờ nó đi học thì nó biết nhiều hơn. Giáo dạy thì nó ở kia nhà thì ai dạy? Anh không, ở nhà bà nội dạy tốt hết. Bà nội máy teo rồi báo biết hay đọc lắm. Có khi thông tin các thứ mẹ cháu nắm giỏi hơn cháu. Cũng kiểu cũng là người cũng nắm bắt công nghệ với cả thích đọc sách đọc xiếc. Ở nhà ấy, bà dạy rất nhiều. Chính là khi đi học rồi được cái là nó ra đấy thì nó có bọn trẻ con nữa thì nó vui chứ ạ. Còn ở nhà với bà thì cũng ngoan. Nó ở với cháu ở nhà nó ngoan. Cứ có mẹ là bắt đầu nhiễu. Cứ có mẹ nhiễu. Hàng khác là gì? Để cháu ra lấy cho. Ở đâu chú nhỉ? Lần này chú Hoàng đem đi nhiều nhỉ? Này nhiều việc. Cái này là cao hơn cây mọi khi ở trên kia chú nhỉ? Cây này kho ở đây tướng quan là ghép cây này thấp nhất. Vâng. Có phải bê thang của cháu bê chưa?
Này thế, cái thời gian ở với vợ ông ít nhỉ, không nhỉ? Này gì thì bổ mấy ông hàng xóm rồi. Thằng còi chú là lớp thế như thế đại học của chứ nhỉ? Đang học mai đâu? À, nhưng đi làm cho chú. Thế không theo nghề bố nhỉ? Làm thử chưa? Nó cả thích. Này nó phải đam mê cơ nhỉ? Cẩn mẫn. Không biết chán thì làm. Chán thì làm. Năm này mấy cây ở đằng kia bùi bố chó sai quá rồi. Phải chống hết. Như cây này cây nào cầm đi đúng qua được. Cây nào cắt bỏ cắt. Vâng. Những cây dây này trước nó bây giờ nó không bền lắm. Cái dây này là dây chuyên buộc bộ hoa hồng ấy nhưng mà không ăn thua. Dạ. Mộc bán hết rồi. Mộc á? Mộc cháu bán gần hết rồi, còn vài cây rồi. Mộc với cả trà. Để vài cây chơi. Thực ra mình mua lúc đầu là về là mang tính chất chơi nhưng mà thấy người thích thế nào mình lại để lại cho. Nó to thêm nhỉ. Cháu trồng trên chậu nhưng đơn ra nó không to mấy. Kiểu nó có đất cơ. Đúng rồi. Nó trồng mộc thì nó một nó ươn nắng, cả hai là nó. Đúng rồi. Bao giờ nó phải to thì mình cho lên chậu. Nó trồng đất ở đất tưới. Trước cháu xin bố cháu ngoài này để trồng là nhưng bố cháu bảo cứ phải trồng xen kẽ vào với bưởi ấy, nhưng mà trồng xen kẽ thế đến lúc mình tưới tắm nó không tiện đấy mà này nó không được. Ví dụ như này không là mấy cây phải 4 cây. Ui thế chứ cháu chăm chết, cháu đi làm rồi còn phải chăm mộc nữa thì thôi, chỉ tập bây giờ tập trung vào một chỗ xong là dùng vòi tự động để tưới thôi chú ạ. Này cải tiến thêm cái này là lại nào kiểu này đúng nhỉ? Bon kiểu này. Ừ. Trước này đeo cỏ. Ừ, trước đeo cỏ. Đeo cỏ thì cũng vậy, nó cũng bon thôi mà. Không bon thì thằng dây. Mới ở nhiều khi nó nặng cổ. Cái cuộn này có đến 5 nặng chứ? Cuộn dây có đến 5 nặng. Chắc đến đấy. Lúc đó mới đến đấy thôi. Đây là cái ống nhựa này là chú cũng chế sao chứ? Ống nhựa này chú cho. Ừ. Trong là có ống giấy. Trong là ống giấy nhưng mà nó không bền. Giấy có lúc nó không trơn. Nó mắc. Mắc. Có những cái mình tự sáng tạo, những cái treo ở đây chẳng hạn mình tự, những cái ống này mình tự sáng tạo. À. Có cái rổ này thì chắc chục năm mà chưa thay nhỉ. Chỗ nào mà cần thang chú bảo cháu bê rồi cho. À. Thang này mà ghép thì là an toàn đấy nhỉ chú nhỉ. Đứng này vững quá vững rồi nhỉ. Nhà cháu là phải tính ra phải chụp cái thang sắt. Kích cỡ. Chú kích cỡ luôn. Đợt này ghép nắng hơn đợt trước chú nhỉ? Nhưng mà đi ghép này chứ nha, chú sợ mưa hơn nhỉ? Mưa có ghép được không chú? Mưa có ghép.
dao này lâu không thì chú phải mài. Đi nào chả mài hay nào, hay nào cũng mài. À. Sức cần phải mài ngay chứ không phải vài lần có. Nhưng mà ví dụ như là đi này phải dự phòng thêm 1-2 con chứ đúng không? Có. Nhưng mà chú mài đá hay nào mài cái gì? Đợt trước chú về là cái tí con nhà cháu còn vẫn đang ngồi trong xe. Ngồi trong xe à, bây giờ chạy tốt rồi. Đúng rồi, chân mèo mình thấy chú bọc mắt rồi. Vâng. Đây là mắt ghép nha các bạn. Đây mình lấy hộ cho chú Hoàng để ghép đây. Các bạn ghép thì phải nhớ bọc bằng cái khăn ẩm nhé, để tránh cái cành ghép bị khô. Cái này cháu thấy là ủ bằng khăn ẩm hay sao? Khăn ẩm thì ủ để được mấy ngày. Để được mấy ngày rồi chú? Tuần. Tuần rồi. Thấy cả những cái áo này mấy năm rồi vẫn vẫn một cái mấy áo mấy này năm nó còn rách à? Sáng chú bố cháu mấy giờ mới xuống đây? Chắc thế cũng ghép sớm đấy. Còn chặt mắt bằng đâu? Cắt mắt đâu? Mắt này tươi, con tươi nó. Tươi. Chiều dài mỗi đoạn này chắc tầm chục phân nhỉ chú nhỉ? Đây. Này, chục phân. Nếu mà vừa ghép mà dài mới ngắn thì nhà tốt hơn được. Dài quá thì nó phí. Dài quá phí đúng không? Quấn nó khó. Chú đã bao giờ ghép ngắn tí này ghép thử chưa? Đúng không? Vẫn được không? Nếu mà ngắn chỉ cần được hai để mình không cắt như thế này nữa. Vâng. Vót ở đâu? Vót ở đây cắt ở đây. Thế này ngắn cái này được. À nhưng thế tay nó lại khó cầm đúng không? Ừ, phải vót trước rồi mới cắt đó. Trước. Đúng rồi. Thì ngắn quá thì lại khó cầm, khó vót. Cái này nhá. Cái này nó chút nữa mình vót xong là mình cắt ở bên đây này. À đúng rồi. Xong lại còn được cái đoạn này nữa. Vâng. Thế là được hai đoạn đấy. Cầu cho là sức khỏe để ghép thêm 40 năm nữa chú nhỉ. Ghép bây giờ không ghép được thì không đi ở nữa thôi đúng không? Này cái đam mê rồi.
hạt cành dạng như kiểu bánh tẻ nhỉ chú nhỉ. Cái nhãn nó ghép được kiểu này không? Nhãn ghép được vải cũng được. Đúng này chắc phải chiều mới xong chứ nhỉ? Không, nửa chiều là hết chỉ được. Cho vài ngọn này. Lại ghép ở đây không có em nào nhỉ. Không có động lực đúng không? Trên cái chỗ vườn viện cây trồng của chú, trên cái lá bưởi nó có làm đất gì không? Không vớt được. Cây rậm thật. Không chỗ mà chui. Không chỗ mà đứng. Nhưng mà thế nhà chú có phải là ở quê không chú? Chú quê. Thế sao quê mà này cách Hoàng Quốc Việt có gần đấy chưa? Đấy thôi. Nhưng ở đấy có cấy kia không chú? Có. Cấy á? Chú đi ra chỗ... Chú muốn đi ra mấy cây rồi nhỉ? Trung tâm hội nghị quốc gia gì? Mấy cây thôi. Vâng. Thế gần như là người thủ đô rồi. Nhưng mà thủ đô mà có mấy khi ở nhà đâu đúng không? Nhưng mà chính là ở thủ đô đấy. Chỗ chú thì không ít khi tắc đường nhỉ? Gần đấy thì nó quê rồi. Có giờ hai vợ chồng đèo nhau xe máy vào lên Hồ Gươm chưa? Quá. Gần như xa rồi. Nếu mà lên Hồ Gươm chắc tầm 15 cây nhỉ? Nhưng mà ở trên Hà Nội thì nó gần 15 cây thì mình vẫn thấy gần. Hương nhận không?
trên đấy cái không có tiền thôi chứ có tiền là em thích. Gần chỗ trên đường Bạc Sơn đấy. À. Và thắm trò à? Cây quá rộng này, này phải đánh vào mặt nữa. À, cái nàn với cả cái chắc cái này phải dùng cưa rồi. Cái cô xinh gái hôm trước chú ghép cho cứ hỏi chú có cứ hỏi chú Hoàng đâu đi đến đâu là đem thương nhớ đến đấy bạn. Cái này mà chú Hoàng ghép thì chắc phải chiều mới xong chứ nhỉ? Chiều. To ở đây cơ mà. Này to này cưa. Mặn đấy nó thấp tẹt không chú? Nhưng mà nó là thân gỗ rồi chú? Hay thân gì? Mặn là mình ghép vào cái thân đào. À, mặn ghép thân đào. Cây đào hoa. Vâng.